còn một bên rồi. Vâng, và xin mời các chị tiến về phía tôi. Hai bước. Chưa chậm lắm. Bây giờ các chị chúng ta tay một cái đẩy lên vai này kia. Nguyên lên chơi đi. Nguyên, bây giờ to lên. Anh còn quản lý quán Nguyên, còn đi tìm người. Em ơi, tí nữa họ còn lùi lại mà. Vâng, các bạn mới vào nghĩa thành vòng tròn cho tôi. Người khác ra khoát tay nhau, không phải ngại ngùng với chúng ta làm đại gia đình đúng không ạ? Nào, khoát tay nhau ra. Thế này, các bạn nhỏ, người ra sân khấu. Đảng ơi, xin mời. Rồi, và trò chơi này chúng ta sẽ cần người lớn. Các bạn nhỏ, chúng ta sẽ đứng bên ngoài kia và cổ vũ trọng tài cho các bố mẹ. Được chưa? Chọn chơi, thôi sau này người trước người sau thế nào? Sát quá, tôi cần sát, càng sát càng tốt của chúng ta, đại gia đình cần sự đoàn kết. Rồi, xin mời các chị chúng ta góp tay vào nhau chưa? Chúng ta sẽ đến với phần khởi động, cái này vẫn chưa góp tay vào nhau này. Mấy chị khoác, trai gái đang sân kế rồi nhá. Mấy chị được khoác. Rồi, ok, khoác tay xin mời.